con đi làm. Thế sao nên nữa? là con cảm ơn ông bà cô chú đã quan tâm và ủng hộ cho con. Dạ thì con cũng muốn giới thiệu sơ sơ. Rồi giới thiệu đi. Dạ đây là nước cốt nhào. Dạ chị đau xương khớp, đau thần kinh tọa và đau vai gáy. Một chai đó bao nhiêu? Dạ một chai đó là 1 lít 350 ngàn. Thì có miễn phí gì không? Dạ có ba xí. Còn này là mật ong gừng nguyên chất, 1 lít là 1 triệu, cũng bao ship luôn. Cô chú anh chị muốn mua con tự đi ship luôn. Trời ơi. Dạ bên em có bán 2 loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi và giảm cho cái tiền đóng hàng gửi cho khách ha. Cái này là cái shop mẫu, cái này là để gọi là chống sốc á, là gửi hàng đi là hàng không bị hư. Nhưng mà ship thì nhiều khi nó quăng hàng, nó này kia bị hư hàng của mình, thì do cái này mình quấn lại. Thì cái này mình lấy dài khoảng như này, mình quấn cái chai này. Để giao hàng này, ví dụ mà hàng lỡ mình có bị va chạm này kia nó không có bị hư ở trong. Thì ở đây hộp cũng có làm sẵn rồi, những cái gáy đây cũng có. Bỏ đi này. À thì ra bữa giờ anh em mình chia sẻ chứ chưa biết được cái cách thức gói hàng sao, ngày hôm nay mới biết nè. Đúng rồi. Nói chung là những cái hộp này thì mình cũng tận dụng thôi chứ cũng có đặt hàng hộp đẹp rồi. Dạ. Cái quan trọng là cái chất lượng là chai nhào đó đó. Đúng rồi. Còn về cái mẫu mã đẹp không cần thiết. Đây là chai nhào thôi. Cái này là ngày đầu tiên chỗ với tiền sẽ làm nghe quý vị. Thì con thấy là đến đây con làm con thấy làm sao với tiền? Được không? Được không? Được. Như là nãy giờ thì cái buổi phát trực tiếp của ba anh em cũng như là Huy Đăng TV rồi Lan Thang Kiên Giang với bên Tiền Giang thì mấy anh em mình đã phát trực tiếp, thì bây giờ là bé Tuyền sẽ đóng hàng để gửi đến cho cô chú anh chị các bạn nè. Thì hồi trong khi mà ngày hôm nay thì không được như ước mơ của bé Tuyền là được 100 đơn, nên mình ra cũng được một tấm lòng của cô chú là kha khá đơn đây nè, được đâu mấy chục đơn quý vị. Nhưng mà như vậy là ngày đầu tiên bé Tiền làm vậy là an ủi cho bé Tiền rồi. An ủi rồi. Nói chung là có bà con ủng hộ là cũng đã mừng rồi. Dạ. Anh Đạt cho em hỏi là lúc mà có rất là nhiều khán giả phản hồi cho em á, thì khi mà mình giao đợt đầu tiên á, thì khán giả nói là thấy sao cái chai nhào nó đặc quá. Cái khán giả mua lần thứ hai thì nó hơi lỏng, là cái đó là như thế nào anh Đạt? Cái đấy thì tùy theo đợt em, thì dạ. Khi là trái nhào á, mình hái cái lúc trái nó chưa có già lắm, dạ. Trái nó còn non đi, thì những trái đó lúc mình ủ cái thời gian ủ lâu quá thì trái nó bị đen, nó dạ. Còn cái chất nó nhiều nữa, thì nước nó chỉ ra nước thôi, nước nói chung là chất lượng cũng như nhau cũng tốt, dạ. Nó không có kiểu như nó không có đặc sệt như cái này, dạ. Còn như những trái này á là trái chín, đa số là trái chín. Nên là cái thịt của nó, cái chất của nó rất là nhiều, dạ. Nên là nãy lúc nào nó cũng sạch. Nó không có bị loãng toàn là nước không thì cũng mấy, dạ. Dạ. Thì anh Đạt sẵn đây anh có thể là chia sẻ cho mọi người là cái quá trình mà mình làm ra một cái chai nhào này cho mọi người hiểu rõ hơn được không anh? Ok. Thì trong cái quá trình mà làm chai nhào này thì cần thời gian rất là dài. Dạ. Thì một lần ủ, một đợt ủ như vậy á, là mình mất hết 6 tháng tháng để ủ cho nhào. Nói chung là gian nan. Dạ. Như là nên là mọi người cố gắng thì làm cái này thì thật chất là tự tâm mình thôi. Dạ. Sức khỏe cho mọi người chứ làm thì cũng vất vả. Dạ. Mất 6 tháng để ủ hoàn thành, thì từ lúc mà mình đi hái về xong mà mình rửa sạch nó rất là nhiều công đoạn rồi mới bắt đầu ủ. Dạ. Ủ mình phải chờ đợi, nếu mà mình lấy sớm quá thì nó chất lượng nó không có tốt. Dạ. Nên là nhiều khi mà mọi người đặt hàng mà mình không có kịp để gửi thì mọi người thông cảm hộ. Dạ.
Thì hàng này anh em cũng mới về luôn quý vị, còn trong chai luôn nè, là đi đóng hàng liền luôn á. Còn lại là mới vừa cái mẻ thời gian vừa tới để gửi cho mọi người quay clip này để cảm ơn mọi người nhiều. Dạ, với lại hình như là đợt này mình về tem mới đúng không anh? Đúng rồi em. Dạ. Này là tem mới. Tem này thì mình ghi là thành phần thì ở đây là mình ủ 100% là nhà của thiên nhiên tự nhiên hết. Dạ. Không có pha chế bất cứ gì hết, nên là mình ghi cái thành phần sẵn cho mọi người đỡ thắc mắc, bà con đỡ thắc mắc. Dạ. Thì cả đi cách dùng, lưu ý này kia, lưu ý thì cái này thì cũng không phải là như là bị tiểu đường nặng hay là này kia thì không nên uống này, tại vì trong đây thì mình cũng có ủ với đường để cho nó ngọt ngọt, mọi người dễ uống. Dạ. Thì ví dụ mà mọi người mà có bị tiểu đường mà bị loại nặng á, thì có thể dùng rượu nhào để thay thế cái này, chất lượng thì như nhau. Nhưng là giá thành cũng vậy ha em ha. Giá thành cũng vậy anh ạ. Còn có cái mật ong của mình á, thì giống như hồi bữa em cũng có chia sẻ, là anh có thể chia sẻ lại cho mọi người biết là mình bán thì nó có 2-3 cái màu, nhưng mà cùng một loại mật mà 2-3 màu thì nó như thế nào anh Đạt? À, cái mật ong này á, thì là mật ong đảm bảo dù cho có màu nào cũng đảm bảo 100% là mật ong rừng. Dạ. Thì lý do tại sao là nó mật loại mà vàng tươi hoặc là màu sẫm đỏ vậy, thì những hoặc cái là mật, nó nhạt nữa ha. À, nó nhạt thì những cái màu vàng tươi á là mật nó mới, mật non. Thì ví dụ như em giờ nói mọi người đơn giản là bây giờ những người họ đi lấy mật thì họ đi một lần là họ đi mấy ngày liền để họ lấy về, thì không thể nào mà cái mật này cái ổ ong này là ổ già, ổ này là ổ non, rồi tôi lấy ổ già ổ non tôi để đợt sau thì nhiều khi tới đó không còn nữa. Yeah. Nên là thường là mọi người sẽ lấy là cái mật non, cái mật già họ lấy hết về họ bắt riêng ra. Yeah. Thì nói chung là chất lượng cũng như nhau, chỉ ít hơn thôi. Ví dụ mật non thì đương nhiên là ổ nhỏ hơn thì là nó màu vàng. Yeah. Còn mà những mặt mà già nhưng mà màu sẫm bây giờ nè, là mặt nó đã lâu rồi, ổ to rồi, về dắt cũng rất là nhiều mặt. Yeah. Thì một ổ vậy họ về họ bắt được mười mấy 20 lít. Wow. Với lại có nhiều đóng góp ý kiến của khán giả đóng bình luận cho anh em, thì ngày hôm nay sẵn qua gặp anh Đạt luôn, em cũng hỏi anh Đạt. Với mà có nhiều cô chú nói là cái mặt của mình sao mình không dán nhãn lên cho nhìn nó đẹp, với lại nó kiểu mà mình nó nhìn nó chất lượng hơn anh. Anh hiểu là nhìn nó cũng hợp nhãn hơn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ. Thì là cái mật ong này là thú thật mọi người là nó không có nhiều. Dạ. Tại vì một đợt đi lấy thì chứng vài chục lít, 5-70 lít thôi, mà đi đường xá thì cũng cực. Tại vì ở phải lên tới rừng đi lặn lội đi tìm chứ cũng không có ai mà sẵn cho mình. Dạ. Thì mà tem nhãn thì mình đặt một lần thì không thể nào mình đặt 100-200 tem được, mình đặt phải là 5.000 tem, 10.000 tem thì cái số lượng nó trên lệch nhiều quá. Dạ. Mình tốt nhất là mật ong rừng thì mình, mọi người quý mến, mọi người thật sự tin tưởng thì mua ủng hộ. Dạ. Tại vì mình bán hàng là chưa bao giờ bán giả. Dạ. Dạ. Với lại mình tiết kiệm những cái chi phí. Dạ. Dư thừa đó mình để mình đi giúp bà con ha. Thì nói chung những cái kể cả nhào thuê mật. Dạ. Đương nhiên là lúc nào mình cũng bỏ ra một phần chi phí lợi nhuận để gọi là giúp đỡ những bà con rồi là khó khăn. Dạ. Nhưng mà chuyện đó là bản thân thôi, tự bản thân mình nên cũng không muốn. Dạ. Không muốn chia sẻ. Thì cũng cảm ơn cái những gì thắc mắc của bà con cô chú. Dạ. Chị các bạn trên cộng đồng mạng, thì như là hôm nay là đến gặp Đạt là bán về nước cốt nhào dùng ong gừng, thì đã giải thích cho anh em mình hiểu được rồi ha. Thì đây là những cái sản phẩm mà anh em luôn luôn giới thiệu trên kênh để bán, là để dùng những cái chi phí của anh em bán, bà con ủng hộ sản phẩm nước cốt nhào của mật ong nè, thì anh em lấy cái kinh phí đó để di chuyển đi lại nè, rồi giúp đỡ cho hoàn cảnh giống như bé Tiền đây. Và ngày hôm nay thì anh em cũng muốn qua đây để mà chia sẻ cái cuộc hành trình mà bé Tiền đi vào học nghề như thế nào. Em muốn ngang á, muốn ngang. Thấy Tiền thấy con qua em muốn ngang, muốn ngang qua vậy nè. Em để ngang, ngang qua. Để ngang xuống. Ờ đó rồi, ok. Đúng rồi. Xong mình quấn qua chừng 2 vòng cái làm cắt. Quá thông minh. Quá giỏi luôn. Cái này thì con mà ở đây con bán hàng là con đóng đơn luôn nha. Là hôm nay là bắt đầu là công việc mới, là cũng như là một trang giấy mới của con luôn rồi đó. Ngày đầu biết vậy là biết vậy là cũng được rồi. Đúng rồi, giỏi rồi đó. Ngày đầu mà vậy là quá ok rồi đó. Từ từ nó quen hơn. Thì khi nào ở đây bán hàng đi, khi nào mà buồn đó thì điện thoại cho mấy chú chạy qua dắt cho đi uống trà sữa. Chịu không? Chịu không?
Khéo tay chứ bộ. Thì là lần đầu tiên vô mà con được khen vậy là được điểm cộng rồi đó nha. Đúng rồi. Chú vui rồi đó. Được điểm cộng rồi đó. Rồi ok. Để cho mấy chú có điểm trừ nha bé Tiền. Những cái hàng này thì tầm một chút nữa thì sẽ có shipper đến lấy. Dạ. Yeah. À, lấy và giao hàng cho mọi người, bà con cô bác thì cái mật ong nhàu này thì mình giao hàng khắp cả nước. Dạ. Yeah. Bất cứ bà con mình ở vùng nào thì cũng đều gửi đến được. Dạ. Yeah. 350.000 bao ship cho tất cả mọi người, riêng về nước cốt nhà, còn mật ong thì là 1 triệu bao ship ạ. Dạ. Đó thì bữa nay là bữa giờ thì anh em này cũng như là chia sẻ giới thiệu về sản phẩm, nhưng mà ngày hôm nay trực tiếp đi qua chỗ đóng gói cho quý vị khán giả nè, đó là chỗ của anh em bán hàng, cũng như là cho bé Tiền về đây để mà làm việc, như là live stream rồi đóng đơn cho quý vị khán giả. Cái mốt mà ghi đơn nào mà có khán giả trên kênh thì bé Tiền ghi vô con là bé Tiền này nha. Con này bé Tiền nè. Đó, như là theo em nghĩ là cái hộp mà của bé Tiền đóng vậy đó, nếu mà em là cái người mà giám đốc đi, em cho nó được nhiêu điểm? Nếu mà hộp này mà bé Tiền tự làm từ đầu tới cuối á thì 7 điểm. Là phải ra cái thùng luôn ha. Ra hình đâu. Ra hình dáng đàng hoàng, bây giờ là tạm thời bây giờ là cho 5 điểm thôi. Không, nói chung là thấy như công việc của bé Tiền như vậy cũng ổn mà. Ví dụ như ở đây là phụ giống như thiết kế mấy cái hộp nè, rồi xong rồi cứ quấn đóng đơn gì rồi bán chốt đơn thôi là cũng nhàn rồi, với lại gói mấy cái chai thôi. Nhưng mà công việc không nặng nề gì. Dạ. Cắt phải cho nó lẹ chút xíu nữa, ở trong mát không à, lẹ tay chút xíu từ từ. Đây đợt này anh em mới về cái mẻ này thấy cái nhãn đẹp ha. Đúng rồi, với lại là nhãn rất là đẹp. Với trong cái nước đó anh thấy nó đậm đặc đó. Dạ. Nó như là cái mẻ đầu tiên á nè. Dạ đúng rồi. Này. Do đúc con đóng hàng đi. Đúc kinh nghiệm đợt trước là nước nó lỏng quá. Dạ. Đợt này đi hái nhào lấy nhào thì là mình chọn cũng rất là kỹ. Dạ. Chọn những trái già già ha. Những trái già cho chín thôi chứ không có lấy những trái non. Trời, thấy đóng đơn giản quá ha. Cái chỗ trái đẹp tuyệt vời. Quá dữ. Để tiền cứ đóng với em nha. Đóng đi, con cứ ra. Đóng hàng đi. Cái đóng hàng đi con. Quá đơn giản ha. Vậy thôi hả? Bữa đầu tiên đến trường học. Rồi tính ra thấy em thấy bé Tiền đơn giản em cũng muốn về đây học. Vậy về đây học luôn đi. Thôi. Trời hổ luôn hả? Cầm hổ luôn hả? Cầm hổ là ăn hậu, nó không phải chơi là trả lương cho chú. Tính ra mình đi, mình đi quay nắng no thôi, mình về đây mình làm đi. Cho nó mát. Làm đi. Chứ nắng quá trời rồi. Em ốm quá, còn cái keo đó còn phải lật ngang. Khi mình cần cái mình lấy lên được kìa, lấy được nè cái này nè. Đúng rồi con, đúng rồi, đi ngang đó này, nó chính giữa nè, để nó giữ hai miếng này lại đó, kéo mạnh xuống. Đúng rồi, thì đợt này anh em cũng mới về làm mặt xong nè, hoàn thành cái mẻ này là nước cốt nhào nè, mà ông gần nè về rất là chú nhiều bán, chú bới cho con một chén sao con tự bới. Và rất là mong cô chú anh chị yêu thương anh nhóm anh em cũng như là bé Tiền thì ủng hộ cho anh em một cái chai nước cốt nhào và một chai mật ong gừng để ủng hộ anh em có thêm cái kinh phí và sẽ chi phí đi đường hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn của quý vị. Và bé Tiền thì cũng muốn có công ăn việc làm, thì nên là thành ra ngày hôm nay anh em sẽ tạo điều kiện ok hết nhất, hết sức có thể. Thì từ lúc mà anh em mình đưa bé Tiền ra Vũng Tàu đó, thì bây giờ là tình trạng sức khỏe bé Tiền là thưa với cô chú là bình phục, khỏe mạnh, không có vấn đề xảy ra. Nói chung ra là rất là tỉnh táo, rất là năng động luôn. Năng động luôn. Nói chung là rất là biết chuyện đó. Từ khi mà đã tỉnh táo rồi là rất là ham làm nha. Hôm qua buổi trưa cho đến lúc đi ăn cũng mong buổi tối ngủ. Chỗ bán hàng quá à. Có không Tiền? Có không con? Có không? Có hả? Có mà khó hẻo rồi. Con dắt mấy chú đi ăn nha. Có tiền không? Có tiền không mà dạ. Hả? Không, bữa nay được cô chú chốt đơn thì chắc cũng có tiền. đúng rồi. Có tiền. Hey, vậy là bữa nay bao nha, với tiền bao nha. Bao nha.
bữa nay bao mấy chú hổng gà lo cho con rồi đó hả, hơn gần 2 tháng nay rồi, bây giờ con phải lo là cho mấy chú thôi. Thì cũng rất là mong quý vị khán giả yêu thương bé Tiền, thì ngày hôm nay giống như là coi như là bé Tiền khai trương đi đi làm việc ngày đầu tiên đó, thì rất là mong cô chú anh chị quan tâm yêu thương bé Tiền thì ủng hộ những cái sản phẩm nước cốt nhà mà ông gần cho bé Tiền có thêm động lực và có thêm kinh phí để về lo cho bà ngoại với mẹ ở dưới quê. Quá trời khéo tài đóng kỹ. Nhưng mà khi mà em thấy làm công việc này nó có cực khổ gì không bé Tiền? Không. Hả? Dạ. Thiệt không? Thích không? Thích. Dạ đi luôn nha. Dạ. Không có không có chuyến công việc khác nha. Giờ ở đây tạm thời ăn uống ngủ nghỉ này không tốn tiền gì hết. Mà có công việc làm nữa, có tiền nữa, đúng rồi. Đó, quá trời tuyệt vời. Ủa sao cái thùng hồi nãy sao chú thấy nhỏ nhỏ, sao thùng này bự dữ, cái dáng người méo mỏ nhỏ luôn. À, thùng nó hai chai. À, thùng hai chai kìa. Còn thùng chai rồi con làm thùng chai đi rồi đầu mấy chú sẽ dắt con đi ăn. Đúng rồi. Rồi dắt con đi ăn rồi con trả tiền. Chứ sao? Không. Không mà mấy chú ba. Cái gì kỳ vậy? Khốn vậy? Ai da, bữa nay biết mà trả lại luôn ha. Dữ à. Không có gì ai chứ. Con mà mấy chú bao luôn con, ghê chứ. Con mời anh Nam trả. Ờ hoặc là bây giờ chú Quy trả. Con mời đi rồi xu chú cho mượn tiền rồi chừng nào lãnh lương nó trả cho chú. Hay là chú Bim trả, con phải nói một người đi. Thì đây là quý vị. Đây là những khi mà anh em đóng gói thì cũng có cái chai, cái túi, cái bọc chống sốc gì nè. Cho nó đừng bị móp chai. Và có nhiều khi là khi mà giao đến cô chú á, thì nhiều khi giống như là mật ong hoặc là nước cốt nhào, khi mà di chuyển trong quá trình di chuyển á, cái nó có ga thì cô chú anh chị để cho khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì đó rồi hả khui cái nắp, hoặc là để trong ngăn mát tủ lạnh á. Không thôi là mở ra cái nó có ga trong cái quá trình di chuyển nó bị xì ra. Nó cái đó là con khổ cần người hỗ trợ đúng không? Rồi con bắt đầu con lấy cái tay con lấy cùng bằng keo đó, đúng rồi, không cần trợ giúp làm sao có được. Con ịnh lại rồi con kệ nghe giữa chỗ, nghe giữa trước tiên đi, nghe giữa trước tiên đi, giữa rồi kéo xuống, kéo dài dài xuống rồi ok đó, kéo mạnh quanh kia là xong, đơn giản. Rồi để tay chịu lại, đúng rồi. Thổi cần hỗ trợ luôn. Thổi cần xin quyền trợ giúp. Ngang cái nữa. Ngang cái nữa. Đúng rồi, ngang cái, đúng rồi. Không phải bên kia, kéo bên kia một cái là đủ rồi. Bên kia, qua kia, qua kia, qua kia. Đúng rồi, cái đó phải trên hộp mà. Ừ. Ừ, phải bích hộp mới được. Rồi ba lần. Nó cầm nó xuất ra. Tiết kiệm băng keo cho công ty. Chứ con đừng có ngầu mà con buồn không, con xuống xuống con lấy băng keo dán vô tay con nghe. Con dán sao mà cái người mà ta mua người ta gỡ không được luôn á. Người ta có không gian, người ta cát cát. Bạn Vin này kỳ quá Vin đó. Kỳ quá. Kỳ quá kỳ. Đó thì ngày hôm nay anh em cũng muốn chia sẻ cho quý vị khán giả về cái quá trình đóng gói và như là giao hàng cho quý vị khán giả. Một cái chai nhào nước cốt nhào như vậy thì phải là khi mà cái công đoạn mà đi tìm trái nhào rồi xong làm ra một cái chai nước cốt nhào thì tầm 6 tháng quý vị rồi mới thành được một cái sản phẩm như vậy để gửi đến cho ông bà cô chú anh chị, nên là một chai chỉ có 350.000 đó là bao ship. Còn mật ong gừng thì 1 lít 1 triệu và số lượng có hạn nha quý vị. Và 100% là mật ong gừng xịn. Và cũng như là bao quý khách hàng test thoải mái cô chú thử. Nếu mà ông giả anh em hoàn tiền 100%. Thì đây là những cái sản phẩm mà anh em muốn giới thiệu và cũng như là bán cho quý vị khán giả. Để anh em có lấy thêm cái kinh phí để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn như bé Tiền đây. Thôi bây giờ cho bé Tiền đóng hết đơn này rồi dẫn cho bé Tiền đi ăn ha. Bé Tiền ha. Coi như là ngày đầu tiên học nghề vậy thôi. Và ngày mai bắt đầu vô công việc chính thức ha. Rồi ok.
Lời nào mà cảm ơn đến cô chú anh chị các bạn đang quan tâm và thương con không? Dạ. Thì giờ con cũng có công việc rồi. Giờ con đi làm. Thì sao nữa? Nên là con cảm ơn ông bà cô chú đã quan tâm và ủng hộ cho con. Dạ. Thì con cũng muốn giới thiệu sơ sơ. Rồi, giới thiệu đi. Dạ. Đây là nước cốt nhào. Dạ chị đau xương khớp, đau thần kinh tọa và đau vai gáy. Một chai đó bao nhiêu? Dạ một chai đó là 1 lít 350.000. Thì có miễn phí gì không? Dạ có bao xí. Còn này là mực ong gừng nguyên chất, 1 lít là 1.000.000. Cũng bao ship luôn. Cô chú anh chị muốn mua con tự đi ship luôn. Trời ơi, quý giá quá, quý giá quá. Rồi ok vậy ha bé Tiền ha. Dạ. Rồi sau bây giờ mình đi ăn ha. Coi như là ăn mừng cái ngày làm việc thành công. Dạ bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi và chống chỉ định là người tiểu đường, đái tháo đường sẽ không uống được nha quý vị. Đó. Và một ngày thì uống tầm 3 lần, mỗi lần là uống một ly rượu nhỏ sau khi ăn 15 phút thì uống trong vòng đến 1 đến 2 tuần sẽ có hiệu quả cực kỳ luôn, uy tín chất lượng luôn quý vị. Đó. Và ở đây mật ong gừng hai loại sản phẩm. Quý vị, cô chú anh chị nào mà mua thì hãy liên hệ số điện thoại của Nam bên dưới, bao miễn phí ship toàn quốc quý vị. Và mật ong gừng là bao quý khách hàng test 100%. Nếu khách hàng không hài lòng, bên kênh Nam hoàn tiền 100%. Đó quý vị. Đây, uy tín làm nên thương hiệu.